tài. Đây là sân chơi dành cho tất cả mọi đối tượng vào thứ hai hàng tuần. Tôi nghĩ rằng đầu tuần chúng ta cần nên giải trí, cần nên vui để có nhiều năng lượng trong cuộc sống. Và chắc chắn cái niềm vui đó, tiếng cười đó nó sẽ trải dài suốt cả một tuần dành cho tất cả quý vị và các bạn. Trước khi đến với chương trình, tôi phải giới thiệu thành phần ban giám khảo trước. Đặc biệt trong chương trình này, chúng ta sẽ có hai thành phần ban giám khảo. Đầu tiên sẽ là 50 vị giám khảo rất là khó tính. Chào! Ban giám khảo chuyên môn cũng rất là quan trọng. Họ sẽ phân tích, đánh giá và đưa ra số điểm quyết định. Xin chào đón nghệ sĩ Lê Hoàng, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, diễn viên Cát Tường, nghệ sĩ Minh Nhí, ca sĩ Phương Thanh. Tôi người dẫn chương trình Quyền Linh. Tuần này đừng để ban giám khảo chặt chém nữa nha. Trong các chương trình khác thường thường ban giám khảo là đánh giá thí sinh rồi là mổ xẻ rồi gọi là soi. Còn trong chương trình này đặc biệt ban giám khảo còn có nhiệm vụ là soi MC. Tôi cũng rất thích cái chương trình này bởi vì tôi được giao lưu và cũng lâu lâu cũng được nghe ban giám khảo nhận xét về cái tính cách của mình, về những gì chưa được của mình. Và từ đó tôi sẽ làm tốt hơn thôi. Ghê dữ vậy. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ bắt đầu xem 8 tiết mục biểu diễn trong ngày hôm nay. Tiết mục đầu tiên như thế nào? Xin mời. Chào các cô, các bác ạ. Quỳ Linh thấy trên video clip giới thiệu là đa số đang nghỉ hưu. Phải nói đây là như lần đặc biệt Quỳ Linh thấy người nghệ sĩ trên sân khấu có ghi cái chữ là đa số đang nghỉ hưu. Rất là lạ. Xin chào MC Quỳ Linh. Và xin chào 50 quý vị khán giả khó tính. Xin chào ban giám khảo. Thưa quý vị, câu lạc bộ Nắng Mới thì gồm toàn là những các cô, các anh, các chị, các cô, các chú là tuổi nhỏ nhất 44 tuổi và cao nhất là 74 tuổi. Và chúng tôi thì những các cô mà đam mê ca hát, đam mê nghệ thuật, khi mà tuổi trẻ mình không thực hiện được và đến khi tuổi già thì mình mới thỏa sức được cái đam mê của mình. Và đến nay thì câu lạc bộ đã hoạt động được gần 18 năm. Dạ, 18 năm trôi qua rất là nhanh. Và bây giờ thì chúng ta chỉ có 2 phút biểu diễn với bao nhiêu người nghệ sĩ trên khấu này là một điều vô cùng khó khăn. Để chinh phục 20 người, chinh phục 50 người kia cũng vô cùng khó khăn. Chúng ta làm sao để biến khó khăn đó thành gọi là thuận lợi. Tất cả sẵn sàng. 2 phút bắt đầu. Mã có thịt. Non xa xa nước xa xa, nào phải thênh thang mới gọi là đây suối Lenin kia núi Mã, hai tay gây dựng Hồ Sơn.
30 cục đèn xanh, nhảy lên tới 80. Còn bây giờ sẽ là phần chia sẻ từ ban giám khảo chuyên môn. Tôi thấy này thuộc về anh Hồ Anh nhiều hơn nè. Đầu tiên là cháu phải nói rằng là các cô rất đẹp. Vâng ạ. Tức là tất cả trang phục, rồi là trang điểm, rồi là kể cả nhạc cụ, tức là mọi thứ nó rất là chuyên nghiệp. Hát cũng thế nữa. Giống như là người ta ca cải lương thì người ta nói là mùi. Thì các cô ca cái này cháu nghe thấy cũng rất là mùi đấy ạ. Vâng ạ. Thanh Minh Nhí, anh có lên vùng Tây Bắc chưa? Thật sự mà nói á, là Minh Nhí chưa bao giờ được nghe cái này. Và hôm nay nghe thì cảm thấy rất là thích. Cũng đồng cảm với lại Hồ Hoài Anh là các cô đẹp. Các cô đẹp trong cái phong cách của mình á. Cái phong cách biểu diễn của mình. Bây giờ đã đẹp như này rồi thì chắc là cái thời trẻ thì là rất là đẹp đấy, nội hình cực đẹp. Bây giờ vẫn trẻ mà. Tôi thấy rằng cái hay nhất của các cô biểu diễn là gì? Biểu diễn bằng cái tâm hồn của mình. Feel bằng cái tâm hồn của mình. Rồi thì cảm ơn các cô rất nhiều. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ ban giám khảo. Xin mời. Cát Tường 9 điểm. Minh Nhí 9.5. Phương Thanh 9. Hồ Hoài Anh 9. Lê Hoàng 8.5. Hẹn gặp lại các cô ở cuối chương trình. Xin chào. Còn bây giờ sẽ là tiết mục tiếp theo. Xin mời. Chào bạn. Dạ, chào anh. À, tôi thấy trên view clip bạn giới thiệu cái gì đó mà tôi vẫn chưa hiểu, đó là biểu diễn cái gì ạ? Em làm toán ạ. À, làm toán hả? Lạ. Thì đó giờ thấy nghệ sĩ lần đầu tiên lên sân khấu đi chân không á. Bị bỏ quên rồi. Ngoài kia rồi. Không quên rồi kia. Lên sân khấu đi chân không nó mới ấn tượng, mới lạ ha. Vâng. Và hy vọng ngày hôm nay bạn sẽ có những giây phút rất là ấn tượng, rất là lạ. Sẵn sàng chưa? Dạ em sẵn sàng. Bạn có 2 phút. 2 phút bắt đầu. Có thể nói bây giờ thì chúng ta cũng rất là bất ngờ. Bây giờ lại xếp ra cái này không phải làm gì, xếp à? Xếp thép à? Cho người ta thi đi. Làm toán hả? Làm toán thì phải giấy tờ phải cộng chứ. Đây là hình khối đấy. Hình khối. Làm toán toán hình á. Tức là bạn xếp à, xếp hình khối. Xếp hình. Nhưng mà rất là lạ ha, chúng ta chờ xem. 2 phút chuẩn bị. Bắt đầu. Bạn có thật sai. Múa là phải làm toán. Đây là làm toán kêu người lớn. Bạn tập bao lâu thì mới thể biểu diễn như vậy được? Dạ, chúc mừng em tập gần 1 năm. Gần 1 năm hả? Dạ.
Cái này gọi là gì bạn? Siết hả? Hà siết. Hà siết. Rồi. Tôi rất là lo cho bạn, cục đỏ nó cũng đã 40%, nhít một chút xíu thôi là chúng ta phải chia tay. Nhưng mà may mắn là cục xanh nó vượt lên cho hơn chút xíu. Xin mời ban giám khảo. Xin hỏi bạn tiết mục này là bạn hoàn toàn nghĩ ra hay là có học ở sách nào hoặc là học ai không? Tiết mục này là em xem trên mạng, là em tự học. Xem trên mạng mà của một nghệ sĩ nước ngoài biểu diễn à? Đúng rồi. Và họ chỉ làm y như thế hay họ có làm cái gì phức tạp hơn không? Họ cũng làm y như này. Chắc là phải phức tạp hơn đấy. Giá có một cái gì vậy, tôi tưởng tượng các bạn tung lên và bắt xuống quăng lên rồi gì đó. Tôi có cảm giác là cả tôi cả Hồi Anh đều chờ một cái gì đó. Cuối cùng là ghê gớm lắm mà con không gặp đúng không? Em cũng chờ điều đó. Anh cũng chờ là chờ cái gì đây giữa hai cái kết hợp giữa hai cái này. Có nghĩa là phải có những cái động tác khác nó phức tạp hơn. Khi em chuyển từ cái đạo cụ này sang cái đạo cụ khác thì người ta nghĩ đây là cái màn dạo đầu. Vô cái cao trào là nó hoành tráng hơn. Hay là em chung vô trong đó hay là sao đó xoay người gì đó. Nói chung là ban giám khảo đòi hỏi khó hơn. Nói chung là ban giám khảo đang đòi những cái gì mà giám khảo làm không được. Bây giờ sẽ là số điểm từ ban giám khảo. Các tường 9 điểm. Minh Nhĩ 8.5, Phương Thành 8.5, Hồ Hoài Anh 8.5 và Lê Hoàng là 7.5. Số điểm dành cho bạn là 42 điểm. Chúc mừng bạn. Hẹn gặp lại bạn ở cuối chương trình. Xin chào anh. Ban giám khảo thì hơi khó tính chút xíu. Tức là cũng muốn cái gì đó nó hoàn thiện hơn đúng không? Nhưng mà có 2 phút cũng khó chứ. Không phải là hoàn thiện mà là hấp dẫn. Hấp dẫn. Hồi nãy cũng đủ hấp dẫn rồi mà. Hấp không? Hấp dẫn đấy. Nói tóm lại là chúng ta cần sự hấp dẫn và thay đổi bất ngờ, sáng tạo. Và chính vì điều đó mà chúng tôi luôn luôn mong muốn nghệ sĩ phải hoàn thiện mình. Bước lên sân khấu phải có những bất ngờ, những sáng tạo như vậy. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiết mục tiếp theo. Mình là một đứa con của miền Trung và mình có thể nói được ba giọng bắt Trung Nam. Mọi người sẽ có một lựa chọn trong cuộc sống thì phải lựa chọn đi con đường khác người khác. Một màu xanh xanh. Dạ, xin chào tất cả các quý vị khán giả có mặt trong trường quay và ban giám khảo. Dạ, em tên là Nam Khuê và hôm nay rất vui mừng được đứng trên sân khấu này và gặp lại tất cả mọi người. Chuẩn bị biểu diễn luôn để giám khảo chấm điểm luôn. Sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng. 2 phút. Dạ. Bắt đầu. Bạn có thật sai. Welcome to Vietnam. Ban giám khảo phân tích xong mới bỏ ra. Rất là ấn tượng. Thật sự mà nói thì tiết mục này cũng đã xuất hiện ở trong chương trình Bạn Có Thực Tài. Chứ lần này thì tôi nghĩ rằng ấn tượng hơn. Không biết ban giám khảo chuyên môn thì sao? Xin mời. Phương Thanh thích cái sự nhanh nhẹn của bạn. Mới đầu bước ra thì phong thái rất là tự tin. Và đặc biệt là cái duyên của bạn đã chinh phục được mọi người. Cảm ơn rất nhiều ạ. Tôi nghĩ là cách chọn nhạc cũng rất là hay.
thường nhảy cái kiểu này ít người dám chọn nhạc Việt Nam lắm, mà lại hơi có âm hưởng dân gian nữa. Bạn chọn cái này rất là dũng cảm. Chứ lúc đầu cái bài mà em định thi là bài Sẩm Thập Ân của Hà Thị Cầu. Cái gì? Bài Sẩm Thập Ân của Hà Thị Cầu. Sẩm Thập Ân. À thế hả? Còn khó nữa. Đi nhảy rất là nhiều. Rồi con được đi Thái đi rất là nhiều nơi để đấu. Nhưng mà rất là thích, tại vì bên Thái người ta có những cái giống nhạc Chăm mà người ta rap cho B-boy thì đẹp, rất là đẹp. Nhạc Việt mình cũng đẹp nhưng mà không biết sao các bạn ít khi đem đi, cho nên rất là thích. Từ đó là tụi con tìm hiểu và rất là thích khi nhảy cho nhạc Việt. Cái việc mà khó nhất của cái người tự nghĩ ra, đấy là người biên đạo ấy, là cái đưa được cái ý tưởng của cái câu chuyện. Mà cái thời gian càng ngắn bao nhiêu thì đưa cái câu chuyện càng khó bấy nhiêu. Thì đấy mới là cái vấn đề khó. Thì anh nghĩ là trong cái phần này của em thì thú thực là anh chưa nhìn thấy nhiều cái câu chuyện ở trong đó. Mà chỉ đơn giản là em thể hiện những cái khả năng về kỹ thuật của em thôi. Thế anh biết là một mình em thì cũng rất là khó rồi, nhưng mà với cái kỹ thuật em đang có ấy, thì anh nghĩ là em sẽ làm được hơn như thế. Cảm ơn rất nhiều. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo. Cát Tường 9 điểm, Minh Nhí 9 điểm, Phương Thanh 9.5, Hồ Hoài Anh 9 và Lê Hoàng 8. Tổng số điểm của Bùi Nam Khuê là 44.5. Hẹn gặp lại bạn vào cuối chương trình. Ôi mắt hoen lời mơ mà hình nàng vẫn không mơ vây. Tôi nghĩ rằng sân khấu bắt đầu nóng lên dần với những tiết mục biểu diễn cá nhân thế này. Một tiết mục cũng khá ấn tượng. Còn bây giờ sẽ là tiết mục tiếp theo. Chào đội trưởng. Chào chú Quỳnh Linh. Con đến từ đâu? Dạ con đến từ quận 12. Quận 12 hả con? Dạ. Mấy tuổi? Dạ con 9 tuổi. Nhỏ nhất đội con là mấy tuổi? Dạ 8 tuổi. Nặng nhất là mấy ký? 40 ký. Nhẹ nhất là mấy ký? Dạ 29 ký. Trời ơi rành chưa? Đội trưởng rành vậy sao? Vậy mới là đội trưởng chứ. Các con sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Chúng ta có 2 phút thôi. 2 phút. Cái nó có trục trặc chút không sao. 2 phút. Bắt đầu. Mã có thịt xay. Không biết chuyện gì xảy ra. Bé trai không biết chuyện gì xảy ra. Con cảm giác sao đang diễn mà tự nhiên không được diễn nữa? Dạ hết hồn. Con biết sao không? Là nếu như mà 5 người kia không đồng ý biểu diễn nữa là họ nhấn cái cột đỏ lên kìa. Là chúng ta phải dừng lại thôi.
Rất tiếc đúng không? Có lẽ tiết mục này tập chưa tới lắm đúng không? Kỹ, tụi con tập chưa có kỹ. Ngơ ngác hết trơn. Con tập lâu chưa? Mới tập. Trời ơi. Nhưng nếu được biểu diễn tiếp tục thì tụi con làm gì, những động tác gì nữa? Nhảy solo. Nhảy solo, ai nhảy solo đâu? Con với bạn này. Đâu, hai bạn ta nhảy solo thử coi. Hai con tập sau, nhảy dậy cho ban giám khảo coi. Nhảy con, nhảy tự nhiên. Hai, ba. Rồi, hiểu luôn. Rồi xong, hiểu luôn. Hiểu rồi. Hiểu luôn. Thôi bây giờ thế này, về tập cho kỹ lại. Rồi lần sau, kiếm tiết mục nào độc đáo hơn nữa ra hoặc là nhảy liền luôn, biểu diễn solo liền luôn ha. Rồi bây giờ chú Quỳnh Linh sẽ tặng cho đội một kỷ niệm chương. Cảm ơn các con đã đến đây tham gia chương trình. Hai bạn đứng chơi rồi. Chào tạm biệt. Khó lắm. Có đội tập mười mấy năm lên sân khấu có 2 phút còn không vô được nữa. Bây giờ suy nghĩ khán giả cũng có khác. Nhiều người nhiều ý khác nhau. Để xem đội tiếp theo có như vậy không. Dù cho cánh trở, xin người chớ quên câu thề. Là lạ mà quen quen. Quen mà lạ. Lần này bạn trở lại tôi nghĩ rằng phải có cái mới hơn đúng không? Dạ em chơi hôm nay lần đầu tiên. Đúng rồi. Anh lên anh lên lộn cái lộn lộn phải. Dạ, lộn 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 bạn rồi. Bạn muốn hẹn hò. Bạn... Hôm đó bạn xuất hiện với tôi trong chương trình bạn muốn hẹn hò. Trời ơi. Làm chương trình này mà nhớ chương trình kia là sao rồi trời? Không sao, bởi vậy, không sao cũng có là bạn vậy. Quên chứ. Đi khám định kỳ đi. Thấy chưa? Không phải thí sinh mới bị ban giám khảo soi đâu. Mà MC cũng bị soi nữa. Thấy chưa? Nước chấm điểm là bây giờ tôi cột đỏ lên rồi đó. Thôi cho người ta thi đi. Cũng phiền chút với bạn ha. Nói vậy cho vui thôi. Chứ tập trung vô nha. Bạn muốn hẹn hò khác với chương trình này. Bạn muốn hẹn hò tôi làm mai cho cặp này. Người quen. Trời ơi lộn chương trình nữa. Bạn gái của bạn hổm sao rồi. Cho người ta thi đi trời ơi. Đang tiếng chuyện tốt. Tiếng chuyện tốt. Chừng nào đám cưới nhớ báo nghe. Cái từ. Chuẩn bị ăn đầu heo. Chúc bạn hạnh phúc nha. Còn cái chuyện này tự bạn lo. 2 phút bắt đầu. Bạn có thật sai. Vậy thôi hả? Phần nhiên á. Thôi hả?
vừa hát vừa cắm hoa hả? Hai cái này nó kết hợp lại nó thấy lạc lạc á. Bởi vì xin hỏi bạn rằng là theo bạn thì cắm hoa là chính hay hát là chính à? Cái này mới căng nè. Nó cắm hoa cũng mệt mà nó hát cũng mệt. Theo bạn thì con kết hợp đi. Cái nào cũng phụ, hai cái gộp lại nó phụ luôn. Hát thì ngang nghi nhí. Nếu như em không bị khan tiếng, hôm nay là tôi bị cảm cho nên tôi bị khan tiếng. Nhưng mà nếu mà tôi không bị khan tiếng có thể hát đỡ hơn bạn tí. Và cắm hoa thì vừa hát vừa cắm hoa thì cũng giống như là coi cải lương mà vừa bữa củi vừa hát, cái chuyện nó bình thường á. Tôi tưởng đâu mà lấy cái bông cái cuối cùng tôi bảo quăng lên một cái nó rớt xuống chấm cái pèo vô cái cánh giữa. Đừng có lo, khán giả bên mình đây nè, ban giám khảo nói gì nói, như mình nhìn vô đây đây nè, nhìn cái này nè, 50+% đây nè. Chừng nào mà khán giả bấm nút đỏ lên ào thì anh nói là em không thành công, nhưng bây giờ chúng ta thành công, nó lạ, nó hấp dẫn thì khán giả mới vỗ tay. Chẳng đẹp. Bây giờ 100 điểm. Phương Thanh 8 điểm. Hồ Hoài Anh 8 điểm. Minh Nhí 8,5. Cát Tường 7,5. Và Lê Hoàng là 7. Chút xíu á, em đem vô em tặng cho anh Lê Hoàng giùm anh. Hẹn gặp lại cuối chương trình. Và có lẽ bây giờ ta sẽ có hai cái sự lựa chọn. Một là chọn chuyên môn, hai là chọn khán giả. Chúng ta chọn ai? Chúng ta sẽ tiếp tục xem đội thứ hai ai sẽ chọn họ. Xin mời. Hấp dẫn nhưng mà nó vẫn bị thiên về gọi là khéo tay nhiều quá. Nhưng mà tôi ấn tượng cái phong cách tự tin của bạn. Bạn có thật sai. Chào mừng bạn trở lại với chương trình Bạn Có Thực Tài. Lần này thì có lẽ tôi thấy bạn đỡ hồi hộp lần trước. Trước hình như thấy có hơi hồi hộp chút xíu, lần này thì vẫn run anh. Vẫn run đúng không? Thấy cái tài vẫn run nhưng mà đỡ không? Lần trước. Tại cái rót nước nó sợ nó đổ ra ngoài thì ra rót cái nước nó rất là khó. 68% khán giả chấp nhận. Như vậy cũng số rất là cao rồi.
Bây giờ thì phần đánh giá chuyên môn, xin mời. Thế mỗi một lần đi diễn này bạn có bắt được lại hai con chim kia không hay là mất luôn? Mỗi lần đi diễn thì em mất hai con chim, thật ra hôm nay em rất là buồn. Thế dạ. Chị hỏi cái tiết mục của em mà lúc mà nổ này là ý đồ gì vậy? Hù giật mình chơi thôi hả? Không phải hù anh chị ạ. Thì thực ra chị lúc đấy chị không để ý, thấy cái động tác của nó nhanh quá. Em bắn đánh bùm cái, có tay nó xuất hiện ra cái khăn đen. Thì lúc đó là mình đánh lạc hướng khán giả. Hoặc là ban giám khảo nên bùng cái nó bay lên trên, tất cả nhìn ở trên là cái khăn em đứng túi ra không ai nhìn thấy, nó đơn giản là như thế. Đơn giản là như thế. Từ đầu giờ rất nhiều người ảo thuật nhưng chưa ai chia sẻ cái đấy, technique đấy như em, mà em là rất là thành thật, tức là em chia sẻ về cái gọi là kỹ thuật để mà em che giấu mọi cái giác quan của mọi người. Nhưng anh nghĩ là đấy mới là một cái suy nghĩ dạ. Chia sẻ đấy mới là suy nghĩ của một người nghệ sĩ đỉnh cao. Bởi vì khi mình nói cho người ta biết rằng là mình làm như thế đấy nhưng người ta vẫn không phát hiện ra được. Tất cả chỉ là giải trí. Em nghĩ đơn giản là thế. Ta là giải trí đem niềm vui cho mọi người. Không nên suy nghĩ em phải khó khăn quá, phải đúng làm rồi, sao là biến mất chị Phương Thanh, làm sao biến mất anh Minh Nhí. Khó đấy, đây chúng mình là giải trí đây, 68%. Dạ, cảm ơn anh. Vui rồi. Dạ, còn anh. Vấn đề chuyên môn ban giám khảo đánh giá thế nào chúng ta sẽ nhìn số điểm. Dạ. Xin mời. Cát Tường 8.5, Minh Nhí 9, Phương Thanh 9, Hồ Hoài Anh 8.5 và Lê Hoàng 8. Tổng số điểm của bạn là 43. Hẹn gặp lại Nguyễn Vương Duy ở cuối chương trình. Và bây giờ xin mời chúng ta sẽ tiếp tục với tiết mục sau đây. Con tên là Nguyễn Khánh Minh, con 7 tuổi, con học trường Phước Long cơ sở 2. Bơi ba trường xa. Con tên là Ngọc Thùy, con 7 tuổi, con học trường Đinh Tiên Hoàng. Các con nãy nghe giới thiệu của hai người mà sao đâu ra đông dữ vậy? Các con ở chung một lớp luôn hay sao? Chung một nhóm. Chú biết rồi, một nhóm thì đứng ra đây một nhóm rồi. Nhưng mà chú lên hỏi là nguyên nhóm này có học chung một lớp không? Không. Có ở chung một xóm không? Không. Vợ viên hả? Dạ. Vậy mỗi lần mà mình tập như vậy có khó không mấy con? Không. Rồi, mỗi tuần mình tập mấy lần? Hai tuần. Từ hôm mà chuẩn bị đi thi tới nay á, là mình tập được mấy lần tiết mục này? Rồi, không được. Giờ chú giống như người hành tinh xuống vậy đó, chú Linh. Rồi, xong. Bây giờ á, các con không biết còn mấy tuần, mấy lần. Nhưng mà bây giờ mình chỉ có 2 phút thôi con ha. Chứ không phải là chúng ta biểu diễn thoải mái nha. 2 phút, con nghe rén của con dừng lại liền. Chưa gì chú đã dọa con rồi. Thôi chú ra đi, chú cho các con hát đi. Thôi mình phải nhắc trước, không phải hù. Sẵn sàng chứ các con. Sân khấu này khắc nghiệt lắm. Nhỏ diễn cũng ren mà lớn diễn cũng ren nữa các con. Chú lo lắm. 1, 2. Diễn đi. Bạn có thịt tay. Bye.
con. Bài này ai sáng tác vậy con? Thầy Vũ. Hả? Thầy Vũ. Thầy Vũ đâu? Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe lời nhận xét từ ban giám khảo nha. Quay qua đây. Nếu như có những cái bài hát hay, ý nghĩa như thế này thì mấy bé mới hát được. Còn mình thì hơi bị thiếu ở nhạc Việt Nam mà nó hay, nên là đòi hỏi anh Thu là cái người lớn á, định hướng cho các bé như thế nào. Thì ngày hôm nay ví dụ như là các bé đây được thầy Vũ định hướng là như thế, thì mình coi được một cái tiết mục nó có ý nghĩa. Thì cảm ơn các con rất là nhiều. Cô thấy các con, cô nhớ lại cô của 30 năm về trước. Nhưng mà mình nghĩ tôi phải ngồi, tôi phải che lại, tôi giấu vì tôi hay mít ướt lắm. Bất chợt thấy cái hình ảnh các cháu hát về anh bộ đội Trường Sa, Hoàng Sa, thì tự nhiên cái tôi cảm thấy là các anh ở ngoài kia bên chiến đấu, thì cũng có những đứa con ở nhà như vậy, tự nhiên tôi thấy là hình ảnh các cháu làm nó làm cho mình cảm kích các cháu, vì các cháu nhớ đến những người cha ở ngoài kia. Và đặc biệt là anh nhạc sĩ đã, anh thầy đã sáng tác cái bài này rất là dễ thương. Tiếc có cái là cháu đóng vai hải quân á, cái bè của cháu, cái câu ao á, nó hơi bị chinh chinh. Ôi, cháu mới có 7 tuổi thôi, cháu hát thế là tốt lắm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhận số điểm từ ban giám khảo. Xin mời Thác Tường 9 điểm, Minh Nhí 5, Phương Thanh 9, Hồ Hoài Anh 9.5 và Lê Hoàng là 8. 45 điểm dành cho đội Sóc Nâu. Hẹn gặp lại cuối chương trình nha. Dạ. Trong nghệ thuật thì đôi khi nó cũng có những giây phút thế này, và cũng đôi khi nó cũng cần những giây phút nó sôi nổi hơn, nó ấn tượng, nó lạ hơn, thậm chí là nó sốc hơn. Và biết đâu đội tiếp theo nó sẽ có những điều khác. Chúng ta chờ. Xin mời. Không rời một giây với các bạn. Có một sự đồng bộ. Nó là một cái sợi chỉ mong manh giữa hay hay là không hay. Quay trở lại kết quả rất là tốt, 96% khán giả bình chọn cho các bạn. Điều đó vui đúng không ạ? Bây giờ tôi sẽ hỏi chị Cát Tường đầu tiên. Đúng á. Tuần trước thì tôi có nhận xét với các bạn là giữa ranh giới mong manh giữa cái hay và không hay. Tôi vẫn nghĩ điều đó là tôi nhận xét đúng.
Ngày hôm nay các bạn trở lại và theo tôi là lợi hại hơn trước. Lúc đầu tôi tưởng là ủa sao có lúc này đèn cháy, có lúc kia đèn tắt, nhưng mà khi tôi tập trung tôi coi kỹ lại thì cái tắt và cái sáng đó là nó có ý đồ. Đúng để nó ra những cái màn biểu diễn của các bạn. Thì hôm nay tôi rất là thích cái tiết mục của các bạn. Khi dựng bài bọn em bị cái tư duy rằng là phải làm nhanh trong vòng 2 phút. Thế nên là nó có bao nhiêu cái hay là bao nhiêu cái đầu bùm phát là em ra sáng hết rồi thì anh nghĩ là nó bị thiếu cái việc mà nó tạo cái hiệu ứng nó em ấy lên. Nó lóng xuống một tí không tại đấy, đấy. Em sợ lóng một hồi lên đấy, thì anh đấy. Em không dám lóng, em cứ dồn dập lại xíu. Cho chắc. Hôm nay tôi chỉ hơi tiếc là hôm vừa rồi các bạn đi có mấy bạn nữ nữa. Nhưng mà hôm nay tiếc là các bạn nữ không có tham gia. Nhưng mà thật sự mà nói thì đúng là hôm nay các bạn chinh phục hơn hôm trước nhiều. Nói chung là tụi em cứ giữ nguyên cái phong cách này nha. Thêm mấy em nữ vô, anh Lê Hoàng anh mới chịu. Nhớ nha. Không biết rồi. Anh Lê Hoàng thấy sao ạ? Tôi thì thấy rất là tốt, nhưng có điều là hình như tôi có cảm giác các bạn chọn nhạc chưa được sôi động lắm. Đúng rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo. Cát Tường 9.5, Minh Nhí 10, Phương Thanh. Anh Lê Hoàng chấm chưa ạ? Bây giờ tôi để sẵn rồi và tôi không bao giờ điều chỉnh. Anh Lê Hoàng sẽ không bao giờ điều chỉnh. Xin mời Hồ Hoài Anh 9, Phương Thanh. Anh Lê Hoàng hứa rồi, không sao cả. Khán giả ái mộ anh Hoàng. Tụi em đã chinh phục được anh Lê Hoàng. Bởi vì anh Lê Hoàng là một người cố thủ, bảo thủ và lúc nào con 7 cũng là cao nhất. Cho nên anh Lê Hoàng đã chín rồi. Chị có gì đâu mộng trong người. Cảm ơn sự quay trở lại của các đội được ban giám khảo khán giả đón nhận và ban giám khảo chuyên môn chấm điểm. Còn bây giờ sẽ là tổng số điểm của đội nào có số điểm cao nhất đây. Quý vị hãy hướng về màn hình. Câu lạc bộ Năng Mới 45 điểm, Xiếc Vũ Đình Đoàn 42 điểm, Bùi Nam Khuê Nhảy Múa 44.5, Hát Cắm Hoa 39 điểm, Nguyễn Việt Duy Ảo Thuật 43 điểm, đội Sóc Nâu 45 và Nhảy Hiện Đại 47.5. Chúc mừng các bạn. Như vậy là đội chúng ta đã trở thành đội chiến thắng trong ngày hôm nay thôi. Còn bây giờ nếu như chúng ta muốn nhận cúp vô địch tuần thì chúng ta phải chiến đấu với đội đương kim vô địch tuần trước. Nếu các bạn chiến thắng các bạn sẽ nhận được 10 triệu đồng. Nếu các bạn không chiến thắng các bạn cũng nhận được số tiền thưởng là 5 triệu đồng. Chúng ta sẽ gặp lại đội đương kim vô địch tuần rồi. Xin mời. Xin chào cả nhà. Hôm nay hình như có một gương mặt mới và gương mặt cũ đâu rồi nhỉ? Dạ thưa chú, là hôm nay ba cháu có việc đột xuất nên vì gia đình truyền thống nên mời anh đến tham gia chương trình này. Anh này có từng biểu diễn với gia đình chưa? Dạ rồi. À rồi, vậy chúng ta vẫn thuận lợi như thường đúng không? Vâng. Sợ là mọi người khác chưa có tập hành gì là cũng hơi nguy hiểm à. Đây là vòng thi quyết liệt, chúng ta bảo vệ chức vô địch chúng ta. Và theo quy định thì đội đương kim vô địch sẽ là đội biểu diễn trước. Sẵn sàng chưa? Rồi. Vẫn là 2 phút, bắt đầu. Bà có thật thank you.
Phần nhận xét từ ban giám khảo. Không, thế thì anh Hồi Anh là người tốt nghiệp về nhạc cụ dân tộc Học viện Hà Nội. Lần đầu tiên mà anh được nghe thì thực sự là rất là ấn tượng với solist. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 15 tuổi. Anh nghĩ là em sẽ đúng là một nghệ sĩ thực thụ, nghệ sĩ tương lai. Chỉ có một điều anh chỉ muốn góp ý một tí xíu thôi, là cái bài này, bởi vì là thường thì mình thường hay đánh theo bài bản ấy, thì thường là mình cứ bị gò bó trong cái chuyện là phải đánh đúng bài. Thì ví dụ như cái bài này, cái đoạn cuối ta đang tăng ta đang te đang te đang te đang te đang te đang thì đoạn đấy giá như mình đánh thêm nhiều lần nữa để mình ép phê hẳn lên. Ba ra ba ra 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 bam 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 bam. Ý là nó hẳn lên như thế rồi đấy, mà mình đã làm rất máu từ đầu rồi. Thì đến hẳn đến đoạn đấy nữa thì là sẽ tuyệt vời hơn, tuyệt vời luôn đấy. Nhưng mà tôi thấy cái này là ngoài tiếng nhạc ra là cái phong cách rất là máu lửa. Phong cách hay. Phong cách rất là hay. Nó hoạt bát và nó sống động. Điều đấy không phải dễ đâu. Cảm ơn ban giám khảo. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đón chào đội 8 dẫn đầu của tuần này để thi đấu với đội đương kim vô địch này, để xem ai sẽ là đội nhận giới thiệu giải thưởng 10 triệu đồng. Bạn có thích sai. Thật sự mỗi động tác rất là dứt khoát, động tác xoay chị thấy là trái cả tay rồi đó. Nhưng mà chị thử xem em đứng lên như thế nào, và cuối cùng là em lên em nhảy còn căng hơn nữa. Khi tụi em diễn mà chị mang một cảm giác giống như là chị đang diễn trên sân khấu vậy đó. Ui à. Chị hồi hộp. Chưa
Thật sự từ lúc mà chương trình chị ngồi đây tới bây giờ, không phải đây là cái tiết mục đối với chị là hay nhất, nhưng đây là cái tiết mục gây cho chị trong cái cảm xúc trong con người mình nó biến chuyển liên tục theo những cái bước nhảy của các em. Và chị hồi hộp, và khi mà bạn nhảy lên cái cuối cùng thì cái cảm xúc nó vỡ òa. Cái cảm xúc thăng hoa này nó rất hiếm có ở người nghệ sĩ. Chỉ thỉnh thoảng diễn trên sân khấu mới cái cảm giác nổi da gà nó mới có. Không phải chị nổi da gà vì những cái động tác của em là quá hay, vì chị cũng đã xem những người rất là nhiều, nhưng chị nổi da gà bởi vì cái nhiệt huyết của các em. Và bây giờ chúng ta sẽ có số điểm. Đội đầu tiên, đội gia đình anh Đức Dậu, Cát Tường, Chính, Minh Nhĩ, Chính, Phương Thanh, Chính, Hồ Hoài Anh, 9.5 và Lê Hoàng là 8.5. Hồi hộp, căng thẳng, chờ đợi số điểm của đội number one, Cát Tường. Đây là con 10 đầu tiên từ đầu chương trình tới giờ. Số 10, Minh Nhĩ. Phương Thanh, 9.5. Hồ Hoài Anh, 9.5. Anh Lê Hoàng có đôi khi là số 7. Anh nói cũng nhiều lắm, anh khen cũng có khen. Tổng số điểm của nhóm phụ đổng là 45 và nhóm number one là 48.5. Và bây giờ thì xin mời đại diện nhóm phụ đổng sẽ trao lại cúp vô địch tuần cho đội number one. Chúc mừng. Rồi các bạn, ngoài cúp vô địch, các bạn sẽ nhận được cái gì thưởng là 10 triệu đồng. Tôi xin mời ban giám khảo sẽ gửi tặng kỷ niệm chương cho các đội. Xin mời quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với chương trình bạn có thể hài hôm nay. Có thể nói đây là những giây phút hết sức là vui và phúc. Thật sự là những giây phút giải trí tận quân. Và chúc tất cả quý vị các bạn có thật nhiều niềm vui trong tuần mới này. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 21:30 thứ hai tuần trên HTV7 đặc biệt.